Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 76. Ôn tập các số trong phạm vi 10.000, 100.000, tiết 1. Trước hết là các em làm bài tập số 1, nối mỗi số với cách đọc của số đó. Rồi số đầu tiên là 26.030. 26.030 đó chính là ô chữ này. 88.544 rồi đó chính là ô chữ này. 9.375 ô chữ này. 90.621 90.621 64.109 Bài tập số 2, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu E. Ta thấy này. 5.897 cộng 1 bằng 5.898. 5.898 cộng 1 bằng 5.899. Đúng không? 97, 98, 99. Đúng không? Bây giờ các em lấy số này, các em cộng với 1, ta được số kế tiếp. 5.899 cộng 1 bằng 5.900. Tương tự, chúng ta có 5.901 cộng 1 bằng 5.902, rồi 5.903, 5.904. Câu B, 26.650, 26.660. 50 đến 60, tức là chúng ta đã cộng với 10, đúng không? Vậy 26.660 cộng với 10 bằng 26.670. Rồi đến 680. 680 đến 690. Được chưa? 690 đến 700. 700 cộng thêm 10 là 710. 26.710. Câu C. 99.400. 99.600. 99.700. 99.800. Ở đây chúng ta lấy một số cộng thêm 100, các em được số tiếp theo, đúng không? 600 đến 700, 800. Vậy chỗ này là 400 thì sẽ đến 500. Đúng không? Chỗ này là 800 thì sẽ đến 900. 900. 99.900 mà cộng thêm 100 nữa thì bằng 100.000. Đúng không? Bài tập số 3, các em điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng, tức là các em so sánh hai số. Trước hết là câu E. Ta thấy hai số này đều có 4 chữ số. Vậy chúng ta so sánh từng cặp chữ số 1. 8 bằng 8, 5 bằng 5. Các em cứ so sánh đến khi nào tìm được cặp chữ số nó khác nhau thì các em dừng lại. 7 này, nó khác 8 này. Các em dừng lại. Vì 7 nó bé hơn 8, cho nên các em sẽ điền dấu bé hơn. Đơn giản như vậy thôi. Rồi bằng cách so sánh tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nha. Rồi tương tự, hai số này đều có 4 chữ số, đúng không? Đều có 4 chữ số. Ta có 9 bằng 9, 4 lớn hơn 3. 4 lớn hơn 3 thì game điền dấu lớn hơn. Rồi câu B. Cái số này nó có 5 chữ số. Số này nó có 4 chữ số. Số nào có nhiều chữ số hơn thì nó lớn hơn. Được chưa? Rồi hai số này thì nó đều có 5 chữ số. Vậy chúng ta so sánh từng cặp một.
3 bằng 3, 0 bé hơn 1 này. Được chưa? 0 bé hơn 1. Chúng ta tìm được cặp chữ số khác nhau thì dừng lại. Vì 0 bé hơn 1 cho nên các em sẽ điền dấu bé hơn. Rồi câu C. Hai số này đều có 5 chữ số, đúng không? 8 bằng 8, 5 bằng 5, 6 bằng 6, 0 bé hơn 1. 0 bé hơn 1 cho nên các em điền dấu bé hơn. Rồi hai số cuối cùng này. 70376. Bên này cũng là 70376. Vậy là bằng nhau. Bài tập số 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Cho biết cá mập voi cân nặng 21.000 kg. Cá nhám phơi nắng cân nặng 2.200 kg. Cá mập hổ cân nặng 3.100 kg. Cá đuối khổng lồ cân nặng 2.900 kg. A. Trong 4 loại cá trên, cá nào nặng nhất, cá nào nhẹ nhất? Trước hết là các em phải so sánh các số đo này để các em tìm ra số lớn nhất và số bé nhất. Trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em so sánh ra tính nháp nha. Cách so sánh thì các em vừa được ôn lại ở bài tập trên rồi. Rồi cụ thể ở đây, ta có 2.200 bé hơn 2.900, 2.900 bé hơn 3.100, 3.100 bé hơn 21.000. Vậy số lớn nhất là 21.000. 21.000 kg là cân nặng của cá mập voi. Như vậy, cá mập voi nặng nhất. Số bé nhất ở đây là 2.200. 2.200 là cân nặng của cá nhám phơi nắng, đúng không? Cá nhám phơi nắng nhẹ nhất. Phơi đi rồi thì nó bốc hết hơi nước đi rồi, đúng không? Thì nó nhẹ nhất. B. Tên các loại cá viết theo thứ tự cân nặng từ nhẹ nhất đến nặng nhất là. Ở đây chúng ta đã sắp xếp được các số theo thứ tự từ bé đến lớn rồi. Như vậy nhẹ nhất ở đây là 2.200. 2.200 kg là cá nhám phơi nắng. Tiếp theo là 2.900. 2.900 kg là cân nặng của cá đuối khổng lồ. Tiếp theo là 3.100. 3.100 kg là cân nặng của cá mập hổ. Và nặng nhất ở đây là nặng nhất ở đây là cá mập voi. Cân nặng 21.000 kg. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Tuấn hỏi Tú, đường từ nhà bạn đến bưu điện huyện dài bao nhiêu mét? Tú hóm hình nói, bạn tính nhé, đường từ nhà mình đến bưu điện huyện chỉ tính đơn vị là mét thôi. Đó là số tròn trục bé nhất, có 5 chữ số khác nhau. Vậy đường từ nhà Tú đến bưu điện huyện dài bao nhiêu mét? Đây là một số tròn trục có 5 chữ số khác nhau. Trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ xem là số tròn trục bé nhất có 5 chữ số khác nhau là số nào. Các em điền vào đây nha. Rồi chúng ta cùng phân tích. Số tròn trục thì bắt buộc chữ số cuối cùng của số đó phải bằng 0. Được chưa? Bé nhất có 5 chữ số khác nhau. Số tròn trục bé nhất thì chữ số đầu tiên của nó phải bé nhất. Chữ số đầu tiên bé nhất mà khác chữ số 0 thì chỉ có thể là 1. Được chưa? Rồi tiếp theo, chữ số thứ hai cũng phải bé nhất. Ở đây là 5 chữ số khác nhau. Chúng ta chọn 0, chọn 1 rồi. Vậy chữ số bé nhất tiếp theo phải là 2. Nó khác 1 với 0. Tương tự, chữ số tiếp theo bé nhất nó phải khác 0, 1, 2. Đó là 3. Tương tự chúng ta có 4. Được chưa? Vậy số cần tìm là 12.340. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.